Sau hàng nhà đồ điện xin chào các bác. Hôm nay em vừa về được hai cái chiếc máy rửa bát Panasonic mới tinh nguyên thùng. Em vừa bóc ra các bác nhé. Đây là hai cái chiếc máy của hãng Panasonic. Đây hai cái thùng vỏ thùng giấy của nó đây. Có mã là NPTH1SECN. Tình trạng máy mới nguyên thùng 100%, nguyên đai nguyên kiện. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhé, chưa bóc gì cả. Đây ly lông nguyên của hãng sản xuất ra, hàng mới tinh 100% Panasonic này. NPTH1SECN, điện lưới 220V. Con này thì bán rất là chạy, hàng thì rất là khan hiếm, thỉnh thoảng thì mới có hàng thôi ạ. Hai con máy mới tinh. Bọn này thì kích thước thì nó cũng như các cái con máy đời trước thôi ạ. Kích thước của nó thì cũng cao 60 phân, hai cánh mở xuống dưới. Đấy, chiều ngang này thì cũng 55. Nguyên bản toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng các bác nhé. Hai con đều nguyên bản nguyên tinh luôn. Đấy, hàng mới tinh. Nhiều bác cứ hỏi là hàng mới có thể đập hộp không, thì đây là hàng mới đập hộp đấy chứ ạ. Ai bóc ra đâu ạ, nguyên si 100%. Máy sử dụng điện lưới 220V để sử dụng cho các cái thị trường các cái nước khác đây các bác này. NPTH1SECN. Bọn này thì nó không ghi năm sản xuất được các bác nhé. Nhưng mà những cái bọn này model của nó thường vào khoảng những năm 2020 trở lại đây. Tức là nó là đời mới. Mỗi những cái model đời mới chứ không phải là model đời cũ ạ. Đây, dây điện của nguyên si ạ. Rắc cắm 3 chân. Nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, hai con đều nguyên đai nguyên kiện luôn. Hàng mới tinh nguyên thùng xốp. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. À, mới tinh nguyên thùng nữa. Chung là hàng mới thì chả có gì nghĩ nữa rồi. Hàng xịn. Như các bác nào mua tặng vợ 20 tháng 10 hay là các bác mua nào thì các bác mua. Máy rất là đẹp. Mặt này nó bằng Meca các bác này. Phím hiển thị bằng đèn LED ở trong. Đấy. Phím bấm này thì vẫn là phím bấm cơ. Phím bấm cơ nhé. Đấy. Nhưng mà cái phần chữ đây thì hiển thị bằng đèn chứ không phải là hiển thị bằng chữ in sẵn nữa. Hiện giờ chung là không có gì để mô tả về nó nhiều vì nó máy mới. Bên trong này thì em cũng không mở ra vì là nó niêm phong đây rồi, mình cũng không bóc ra làm gì cả. Để nguyên si bóc về các bác tự bóc. Em bán là 14,8 triệu nhé, bác nào lấy các bác liên hệ. Chào các bác.